có thọ trì tam quy ngũ giới. Người này có chia sẻ là họ tu tập để mong muốn giải thoát niết bàn càng sớm càng tốt. Vậy khi mời họ một bữa ăn thì có tính là đang cúng dường cho một vị hướng về dự lưu bất lai, nhất lai bất lai và A-la-hán không? Thì thưa với quý vị đó là có, tại vì bất kỳ một người nào mà chỉ cần họ có lòng hướng đến thánh đạo thánh quả thì mình cũng được kể. Tuy nhiên như vậy nè, sự nỗ lực không có giống nhau thì phước không có giống nhau. Thường á thì một người cư sĩ á, thì cái sự nỗ lực của họ nó hạn chế nhiều lắm và ít khi nào mà bằng một vị tu sĩ trong cái vấn đề là nỗ lực thực hành để đi đến sự giải thoát giác ngộ. Chính bởi vì như vậy đó, mặc dù á, là cũng là những con người hướng đến sự giải thoát, nhưng mà anh hướng tới đó bằng cái thái độ như thế nào, anh hướng tới đó bằng sự nỗ lực như thế nào, anh hướng tới đó bằng trí tuệ như thế nào, anh hướng tới đó bằng giới hạnh như thế nào, nó sẽ quyết định rất là nhiều cái chuyện là cái phước đó, nó sẽ chỗ nhiều hay là chỗ ít ha. Và vấn đề này thì không biết là sư Tệ Tường có ý kiến gì không? Thưa quý vị, dạ thính thưa đại đức, riêng cái câu hỏi và câu trả lời á, Đức Thanh Tuệ nói thì sư có một điểm, có một cái điểm mấu chốt mà sư thấy rất là quan trọng và sư cũng đồng tình với đại đức Thanh Tuệ. Nên tại đã giảng giải cho rõ cái điểm này nè, điểm này rất là quan trọng, mấy vị cần phải lưu ý nè. Tại vì đầu tiên sư xác định cái câu hỏi này là nó trên tinh thần cũng là đúng chứ không phải là sai nha. Nhưng mà mình cần phải hiểu đúng. Hiểu đúng, mình hiểu đúng như thế nào? Tại vì ở đây cái vị này đề cập là cúng dường cho một vị cư sĩ có thọ trì tam quy và ngũ giới. Thì có hướng đến đó bốn quả vị đó. Thì nếu mà mình đọc mà đôi khi kiến thức Phật pháp mình á, đôi khi còn cái giới hạn, thì mình nghĩ đôi khi có thể nè, sử dụng từ có thể nè, mình xem mình nghĩ rằng thì cúng dường vị cư sĩ thì họ cũng hướng đến sự giải thoát cũng bốn quả vị này thôi, thì chắc là cúng dường cái vị tỳ kheo hay là hội chúng tăng thì cũng vậy thôi, cũng hướng đến này thôi. Thì vô tình á, mình sẽ dễ rơi vào cái gọi là cái đánh đồng. Thôi đánh đồng, mình sẽ dễ rơi vào đánh đồng nha. Mình nghĩ thì cái binh thì cái vị này cũng hướng đi giải thoát, thì mấy sư rồi quý chư tăng cũng hướng đi giải thoát rồi, cũng như nhau thôi, có khác gì đâu. Thôi thay vì thôi mình cúng dường cái cúng dường người cư sĩ này cũng như vậy. Thì đôi khi có thể thì dùng chữ có thể hiểu lầm thôi nha. Bởi vậy đây Đức Thanh Tuệ á, nói cái điểm mấu chốt đó là cho quý vị, cho nên quý vị cần phải ghi nhớ. Đức Thanh Tuệ cũng có giảng rõ cho quý vị đó. Nghĩa là ở đây không phải là phân biệt cao thấp hay là hơn thua gì ở đây, nhưng mà ở đây là Đức Thanh Tuệ nói thì sư cũng đồng ý, có nghĩa là người cư sĩ sống trong giáo pháp của Như Lai thì để đạt được quả vị á, trong thời Phật tại thế cũng vẫn có, thì về những quả vị, bốn quả vị cũng có, chứ không phải không có. Nhưng mà về cái số lượng quý vị phải hiểu về cái số lượng, thứ nhất là về số lượng đó, thứ hai là về cái quá trình tu tập này, và cái môi trường tu tập đó, và những cái điều kiện, và những cái điều kiện nhiều điều kiện nữa, thì cái vị cư sĩ á, vị cần cư sĩ á, luôn có sự hạn chế đối với hội chúng ta, đối với ta, thì quý vị phải hiểu vậy. Còn đôi khi mà mình đọc qua, mình loáng thoáng qua câu hỏi này, mình có thể dễ hiểu lầm, đâm đánh đồng, thì cái điều đó nó không có nên, đúng không? Bởi vì hiểu mà hiểu đánh đồng thì dễ hiểu sai, mà hiểu sai thì cái từ cái hiểu sai á, thì cái lớp thực hành mình á nó cũng sai, đúng không? Thì Đức Thanh Tuệ giải thích rõ thì sư rõ vấn đề đó, thì sư chỉ muốn nhấn mạnh cho quý vị để quý vị lưu tâm thôi, lưu tâm đến cái vấn đề Đức Thanh Tuệ nó để quý vị hiểu rõ hơn. Bởi vì sư muốn nói thêm một điểm này nữa là như vậy, là về người cư sĩ á, cái vấn ngay cả vấn đề mà gọi là tam quy ngũ giới
Nếu mà tam quy cũng vậy đó, đối với người cận sự, cái tam quy á là cái khả năng mà đức tam quy nó cũng có thưa quý vị, chứ không có nha. Đó. Cho nên tại sao mà hàng cư hàng cận sự á, khi mà làm phước cúng dường á, hay là bản thân vị đó phải thường xuyên không thọ trì tam quy ngũ giới lại như vậy. Đó. Cho nên tại vì nó ở đây là không phải sư phân tích để hơn thua gì, nhưng mà nó nói là có những cái chướng ngại trong đời sống phận sự đa đoan của người cư sĩ đó, nên mình phải hiểu không. Còn chư tăng thì trong một cái, nếu mà là chư tăng trong một cái hoàn cảnh tu tập trong một ngôi chùa, thì cái điều kiện mà để gọi là khó đức tam quy, hay điều kiện mà giữ không chỉ ngũ giới mà giữ tứ thành giới của các vị nó cũng dễ dàng hơn. Thì chính vì vì cái sự mà thực hành đó, thực hành điệu học của Đức Phật đó, hay thực hành giới đó, nó dễ dàng đó, thì nó làm nền tảng để đi đến giác ngộ một cách nó thuận lợi hơn. Cho nên là nó có cái sự, mình phải có sự hiểu biết đó để mình biết cái phẩm vị của người cư sĩ và chư tỳ kheo đó, nó như thế nào cho nó rõ hơn. Ở đây cũng xin kết thúc cái câu trả lời. Thì trước khi mà kết thúc á, thì sư có còn một vài câu hỏi, thì quý vị nhìn trên màn hình đó, một vài câu hỏi đó thì bị trùng hoặc là sư đã trả lời rồi đó, thì sư sẽ có trả lời. Ví dụ như là cái câu này á, thì sư sẽ trả lời là xem cái câu trả lời liên quan. Thì khi mà sư trả lời qua mail á, vui lòng mà kiểm tra lại hộp thư nha nha. Đó. Hoặc là như là cái câu này đó, thì như của Tịnh Khôi đó, thì sư cũng đã trả lời rồi đó. Quý vị xem nha, những cái câu nào mà sư đã trả lời email á, thì chúng ta sẽ cho qua đấy. Rồi, con người mẹ bác sĩ phá thai đó, thì sư cũng trả lời đó, có những cái video mà quý vị có thể tham khảo. Rồi, thì quý vị chịu khó dừng cái màn hình lại một tí xíu ha, để quý vị xem. Đó, thì đó là những cái câu mà sư đã trả lời rồi. Thì như vậy á, là chúng ta coi như buổi buổi vấn đáp ngày hôm nay thì tới đây thôi.